gì vậy? Khuya. Khuya thì sao? Ngủ. 20 giờ lên ngủ đi. Có tuổi rồi bớt uống lại, để dành sức khỏe, để sau này con mình nó khỏe mạnh, hiểu không? Em bớt nói cái chuyện đó lại được không? Sao vậy? Tôi nói với em sao, tôi nói bây giờ lên đây. Em ở cũng lâu rồi, thôi em đi về quê đi. Hả? Tự nhiên đi về quê, trời em về quê cho hả? Ba mẹ cười vô mặt em hả? Em nói em đi lên đây là em đi tìm kiếm tình yêu của mình, mà khi nào tình yêu của em nằm trong tay em thì em mới về quê. Làm gì buồn vậy? Nhậu không? Em nhậu với anh. Thôi, dẹp đi. Sao vậy? Xỉn vô hả? Mở nhạc nhảy tùm lum tùm la. Bữa trước nhậu xỉn rồi, ối mửa tùm lum hết. Lâu lâu một lần thôi. Thôi, bây giờ. Em biết điểm dừng rồi, em mà thấy tê tê là em dừng lại. Thôi em không biết điểm dừng rồi, để đó cho tôi đi. Chưa kể nữa, tôi nói với em rồi, trời ơi làm ơn đừng có xài dầu. Ở trên này không phải như ở dưới quê, nước hoa thì không xài, mà cứ lấy cái dầu quế, dầu gì đó cứ sức lên người hoài luôn á. Mọi người nghe cái mùi dầu là tôi nhớ tới ba em, tôi sợ thiệt luôn á. Ta nhớ cái mùi của ba người ta thì người ta lấy dầu qua ta ngửi, có gì đâu mà phàn nàn khó chịu. Nhớ đi về quê đi, tranh thủ đi, ngày mai về quê đi, về quê thăm nhà thời gian đi. Không, đi, em không về. Không, em ở đây tới khi nào mà anh cưới em mới về. Tự nhiên đuổi ta về quê à. Con nghe nè ba. Cái chi rồi ba? Cháu ơi, ba lên luôn rồi. Cháu ơi, chết rồi. Rắn mà ba không nội con rồi ba. Trời ơi, chết rồi, ba lên như rửa làm rắn mà con sập xẹp kịp đi ba. Cháu ơi, chết rồi. Rồi bây giờ ba đang ngồi chùm ô, con ra con đoạn ba đấy tê. Tao vào luôn rồi. Tắt đi. Tốn tiền điện thoại mày. Mọi, ngồi. Ba muốn ngồi. Để con rọc nước ba uống nha ba. Ôi. Thôi hết nước rồi, ba uống cà phê cho ba. Mì. Cà phê cho đỡ khạc nha ba. Mày chả hiểu ba chi cả. Từ trước chứ ba chỉ uống trà thôi. Chả bao giờ mà ba uống cà phê cả. Rồi thôi, ba nhìn luôn đi ba. Ba ơi, thôi ba đi đường xa xa xôi mệt rồi ba. Con đưa ba ra. Mày im đi. Tao bao nhiêu lâu rồi ba mày gặp mí. Vừa mày vào rồi đuổi ba về. Vớ vẩn. Mày làm như là ba không hiểu mí. Cái mặt đi là cái mặt dài trai. Có mô ba. Dài trái mô ba, con ba mà dài trái, ba nói dưới quê, nhà cao cửa rộng, tiền bạc thì phù phế. Bao nhiêu thằng, bao nhiêu đứa giàu có đến, mi không chịu. Mi đi lên trên đấy, mi làm ô xin cho cái nó. Ô xin mô ba, con là đầu tư cái quản lý mà. Ủa, cái gì mà ồn ào vậy? Chủ hái bởi lên. Địa chỉ dễ tìm không? Dễ tìm. Trời, con nhắn địa chỉ là ổng gọi điện cho anh, ổng nói là lên thăm. Phải là phải cái thằng ní nè, hèn thật thà nè. Ủa? Hỏi cái chí cũng nói cả. Ở chị xả tôi. Gì? Hèn chi tôi thắc mắc tại sao ba tôi biết chỗ này mà tới. Thì ra là anh hả? Trời, tao ổng rồi có xe lại gì đâu. Bây giờ anh giúp em đi, anh đưa ba em ra khách sạn giùm thôi, ở đây là không có được. Ủa, có nói chuyện mày tự giải quyết, còn tao hẹn với ổng chuyện. Ủa đi. Ủa, mắc gì anh hẹn ba em lên đây vậy? Ủa, mắc cười quá. Tôi rất hối chết luôn. Chủ hái. Cò cái ní nè chủ hái. Mấy con nước không cho xin một lý. Ai mà uống nước ở thời điểm ní? Con gái con lửa. Ba đến mời cà phê. Chủ hái. Gì vậy anh Út? Cái ní là đúng khu chủ rồi. Đi vô trong ní. Ai mà ngồi đây chí? Đi vào à? Vô bên trong nè. Đi thôi. Đi. Ủa trời, anh Út. Ba. Đi im đi. Trời ơi, đã nhức đầu rồi mà nghe cái gì đâu mà líu lo dưới đây vậy? Gì vậy? Nhức đầu là sao? Tôi nói thiệt đó, tôi nói là ngày mai đi về quê đi, lo cho gia đình đi. Thôi, mà chuyện ngày mai tính, bây giờ lên ngủ đi. Lên ngủ trước đi, tôi lên ngủ sao? Đi lên ngủ đi. Thôi. Bây giờ lên ngủ đi, rồi mai về quê cũng được, lên sớm đi, ngủ đi. Hứa nha. Hứa.
Tôi nói thiệt á, nói là buồn chịu, nhưng mà ba em lúc nào cũng coi thường tôi hết. Coi thường hồi nào? Ba em không coi thường tôi hả? Coi thường hồi nào? Ba em vô gặp tôi một cái là hỏi mày làm nhiêu tiền. Mi làm nhiêu đó tiền làm sao mi lo được cho con gái của tao? Ủa gì kỳ vậy? Ý của ba em là sao? Là ba em quan tâm cái công ăn việc làm của anh. Đó, ví dụ mà anh làm ít tiền quá thì ba em sẽ tìm cách nào đó để hỗ trợ hai đứa mình làm. Thôi dẹp đi. Mỗi lần nói tới là em Binh, mỗi lần nói tới là em Binh. Tại vì em không có hiểu được cái cảm xúc của từng người. Em nói là em thương tôi, em lo lắng cho tôi. Có bao giờ em hiểu được cảm xúc của tôi không? Vậy chứ có bao giờ anh hiểu cảm xúc của em, hiểu cho cảm xúc của ba em không? Tôi hiểu cảm xúc của em thôi, mắc gì ba em là gì mà tôi phải hiểu cảm xúc của ba em. Ba em có đẻ ra tôi đâu mà tôi hiểu cảm xúc. Ba em nói chuyện nhiều khi tôi nghe còn nghe được chữ không nữa kìa. Đã bất đồng ngôn ngữ rồi. Cái gì? Cứng họng rồi phải không? Làm sao nói được? Bây giờ mà có ba em ở đây tôi cũng nói thẳng luôn. Hiểu rồi. Mày không cần phải nói thẳng. Tao cũng hiểu mày rồi. Bà, trời ơi, nãy giờ nghe cái mùi dầu quế là tôi nghi nghi rồi. Dầu quế thì làm sao? Dầu quế làm sao? Bà, tao có thể ăn dầu quế được. Bà, mày tin không? Dạ, con chào bác. Từ này đến trừ, ở trong kia là nghe hết rồi. Dạ, nghe con, hết rồi. Con cũng chỉ nói lên cái nỗi lòng của con thôi. Dụ dỗ con gái nhà người ta. Có mô bá, con từ bò theo mà. Có ai dù dù không có nhớ. Chưa làm đám cưới vậy mà ở với nhau giống như là vợ chồng vậy. Có mô nơ bá. Có, mày cài. Mày thích cài không? Ai nói như bá rửa? Ai nói bá là chúng sống như vợ chồng rửa? Dạ đúng rồi, tụi con ở với nhau như vợ chồng. Thấy chưa? Cái thằng ở trong kia nó nhầu với bá. Nó nói không bao giờ mà sai cả. Mày phải về với bá. Mày đi với ba ngay. Tao vào lấy đồ. Ba, tao phải chửi mi về. Ba, trời ơi chết rồi. Đó, em thấy chưa? Sáng mắt em chưa? Bây giờ ba em lên. Bây giờ tùm lum tùm la chuyện hết rồi kìa. Mệt ghê luôn chị. Sống sao? Ủa gì vậy chú Hai? Ủa đang nhậu đâu chú Hai? Tao phải đưa con Điệp về. Đi về. Ủa gì vậy? Thằng út nói hết rồi. Ba, không ở đây nữa. Không thể ở với cái thằng mi được. Nó là cái thứ đàn ông không ơi, đàng hoàng. Con nói thiệt chứ bác. Con thương Điệp thiệt bác. Chứ không phải là không thương. Nhưng mà nếu như mà bác tin tưởng con, bác cho con thời gian đó đi. Khi nào con làm cái quán này nó phát triển ra, nó có lời rồi, con hứa với bác là con sẽ về với Quỳnh. Bao nhiêu lâu rồi? Dạ con mở mấy tháng. Lời hứa bao nhiêu lâu rồi? Dạ 20 năm rồi. 20 năm? 20 năm? Mà bây giờ vẫn hứa. Chừng nào có tiền. Bác ơi, bác con đâu có lỗ bác. Con bán quầy vốn mà đâu có lỗ đâu. Trời. Lộ là con gái tao lộ. Cái thời xuân thì của đứa con gái, mi thấy không? Ngày xưa nó đẹp biết bao nhiêu, bây giờ mọi thứ chạy xệ hết rồi. Trời ơi, ba. Chú Hai à, chú xỉn rồi, chú nói gì vậy chú Hai? Mày im đi. Mi bính nó à? Ba ai mà? Cái thứ đàn ông như rửa mà mi bính à? Thì nó em con cũng như con chú Hai thôi chú Hai. Ủa anh Út? Khoan đã. Mi gọi thằng Út là anh à? Dạ. Ôi mà trời ơi. Chị rửa ba? Nó già như rửa mà nó gọi thằng Ní là anh à? Ôi mà trời ơi. Bá, Mỹ là phải đứng hàng với tao nè. Trời ơi. Anh em mình cùng đi nhậu nè. Chứ Mỹ đừng cần gọi cái thằng Út là anh. Vừa vá vừa vần. Chú Hai, uống miếng cam cho tỉnh táo chú Hai. Rồi. Ok chưa, vitamin C. Vitamin C. Ok. Thích uống nước cam cho miệng được. Rồi, bây giờ để tao. Cái dầu. Ở đây. Con đứng mà đó nãy giờ con nín thở không chắc. Thôi bây giờ con có những anh đó. Bây giờ con thưa với chú vậy. Tụi nó lửa thương nhau rồi thì con bé lên đây thì con ở đây con coi ngó tụi nó. Bây giờ chú lâu chú lên đây chơi thôi, chú ở đây chơi vài bữa nữa rồi từ từ con nói nó rồi coi tính sao rồi kêu ba má qua. Ok, đồng ý. Rồi, bây giờ em với ba về quê đi, rồi khi nào mà đầy đủ hết rồi anh sẽ về dưới anh hỏi cưới. Mày thấy chưa, nó có cơ hội là nó đuổi mi ngay. Mày đi về với ba. Ba, mày đi về với ba. Con không về mô ba, con về dưới nợ không có tình yêu. Ở đây con có tình yêu của con mà. Yếu à? Mi yếu cái chi của cái thằng Ní? Con yếu hết. Con yếu hết từ trong ra ngoài của anh Lan. Con yếu hết. Yếu cả cái bồ râu nữa. Đúng.
đụng rồi. Cả cái bồ tóc giả kia. Răng mà ba bị tóc giả. Sao bác biết là con đoạn đeo tóc giả? Sao tao không biết được. Tao u đến nỗi này. Trời ơi thiệt á. Vừa lòng anh chưa Núc? Đúng đó, là con đây. Thôi được rồi, tao có hai sự lựa chọn. Một là mi từ cha mi. Hai mi về quê về tao. Mi lựa chọn đi. Bởi vì con gái chỉ có một thời thôi, không thể cứ mãi cuốn theo chiều gió được. Gió càng ngày càng to thì mi lấy cái chí mi chống đỡ. Rồi càng ngày càng lún sâu vô rồi, ba lấy cái chí để ba đền cho mi, ba bù lộ cho mi. Không. Không lẽ cứ phải bù lộ suốt đời à? Không lẽ cứ sống như thế này suốt đời sao? Thôi bây giờ vậy nè, lấy lên phản đồ đi về quê với ổng đi, chứ để em lên tân sân máu là chết. Đi không, em không thể nào về quê được. Mày về quê giùm anh đi. Ba, đi về đi. Con không thể nào về với ba được. Cứ bình tĩnh, để con nói vài lời với nó nữa rồi nó sẽ đưa chú về. Về, lấy. Đi lẹ đi. Con có bầu rồi. Mi, con có bầu rồi. Có bầu. Bầu của cái thằng Hi. Đốt thôi mất dây. Táo dầu dày mí như rửa hả? Con bác con thật sự tụi con có ngủ chung hồi nào? Em có bầu với anh mà. Hồi nào? Mấy lúc chiến đó. Trời ơi, mấy lúc đó anh quậy dữ lắm. Ơi là trời. Anh Út ơi, cái này không biết thì không báo được. Sao anh không cản tôi? Mày điên rồi, phòng mày sao tôi cản được? Anh mới vô anh cản tôi chứ tôi nói rồi. Qua mày qua mày quỳ lại giùm tao đi. Mày qua mày quỳ lại giùm tao đi. Bác ơi, con nói thiệt với bác. Ô mà cháu ơi, mí quỳ á, lứa tuổi bằng nhau mà quỳ á. Ô mà cháu ơi, bây giờ con không biết làm sao nữa giờ. Ba, đàng hoàng đi. Thế gì vậy? Ông căng lên rồi kìa, ông tân sông máu bây giờ. Cái gì vậy? Đàng hoàng lên, chải cho nó gọn lại. Bác ơi, bác. Ba ơi, con nói thiệt với bác là con là một thằng sống có trách nhiệm nhưng phải không đâu bác ơi. Nhưng mà chuyện nó lỡ ra vậy rồi, con hứa với bác, con phải làm đúng trách nhiệm của một thằng đàn ông. Con sẽ chăm lo cho Điệp. Bà ơi. Mi nói cái gì? Dạ cho con xin phép kêu bác là ba. Mi gọi tao là ba. Dạ, bác chấp nhận cho con vui nha bác. Tao ba. Tao không báo chứ mà tao chấp nhận. Ủa mà cháu, tao nhìn thấy tao trên trán mi luôn rồi. Ba.